Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường cao tốc hay các ngã tư trọng điểm. Trước đây, việc phạt nguội đã trở thành nỗi ám ảnh của cánh tài xế, nhất là những người thường xuyên phải di chuyển xa. Bởi khi phát hiện mình bị phạt nguội, dù cách xa nơi sinh sống hàng trăm km, người dân vẫn phải quay trở lại nơi vi phạm để lấy biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì mới có thể nộp phạt. Tuy nhiên, từ năm 2022, chính sách về phạt nguội có sự thay đổi lớn. Điều 15 Nghị định 135 năm 2021 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2022 quy định khi có kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Bước 2. Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. Trừ trường hợp người có thẩm quyền đã xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm tại địa điểm, tuyến, địa bàn xảy ra hành vi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính. Bước 3. Lập biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm. Bước 4. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Về cơ bản, quy trình này không có gì khác nhiều so với trước. Nhưng đáng chú ý, Nghị định 135 quy định rõ có đến 2 trường hợp người đang thụ lý giải quyết vụ việc được chuyển chứng cứ phạt nguội đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị cấp dưới hoặc cung cấp nơi tổ chức cá nhân vi phạm đóng trụ sở, cư trú để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định. Hai trường hợp này bao gồm: thứ nhất là trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng đóng trụ sở, cư trú ở địa bàn cấp tỉnh khác và tổ chức cá nhân vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị đã phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Thứ hai là vi phạm trật tự an toàn giao thông ở địa bàn cấp huyện này nhưng đóng trụ sở cư trú ở địa bàn cấp huyện khác mà việc đi lại gặp khó khăn và tổ chức cá nhân vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị đã phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giải quyết vụ việc vi phạm. Văn bản thông báo có thể được gửi bằng phương thức điện tử đến tổ chức cá nhân vi phạm trong trường hợp cơ quan đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngày Nghị định 135 có hiệu lực thi hành, nếu người tham gia giao thông bị phạt nguội tại tỉnh thành khác có thể được nộp phạt ngay tại chính địa phương mình cư trú, công tác mà không cần quay lại địa phương nơi xảy ra hành vi vi phạm giao thông. Đây là tin vui đối với tất cả người dân vì có thể giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại. Nếu thấy thông tin này hữu ích với bạn, đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo.